Bạn ơi, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu nâu. Cổ áo màu hồng. Áo màu xanh. Áo bên trong mình sẽ tô màu tím. Quần mình sẽ tô màu xanh. Trùng với màu áo y lê bên ngoài. Ly kem mình sẽ tô màu đỏ. Đây là hương dâu. Sau đó là hương cam, mình tô màu cam. Sau đó sẽ là sô cô la màu nâu. Tách trà mình sẽ tô màu tím nè. Ô mình sẽ tô màu xanh. Ô thân chí. Vậy là mình đã xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.